Rồi, tiếp theo câu này mình giải lại nha. Thêm chân niêm bốc xa ghi rớt xe rô xa giá hai có cạch thình tèo. Là gì đây? Photocopy. Chắc là tôi phải mua là cái máy in máy photo không? Bốc xa ghi. Máy bốc xa. Máy máy photo mới quá. Đạo trưởng ơi, tại sao vậy? Cô chưa sửa hộp tèo. Người ta nói là không sửa được à? Cô chưa sửa hộp tèo. Người ta nói là không sửa được hả? Nè, bốc xa ghi cơ. Nó mua ô đê tại sao? Cô chỉ nên đề. Vì ông ý mà đi tư có cả tàu cố hâm gì ta? Cái máy này là nó cũ quá rồi. Ô đê tại sao nó cũ quá rồi? Nên là tiền sửa cô chỉ nên đề. Pion. Trong cái việc mà sửa nha, cô chi nên tê tê này là nên cọt cọt trong cái việc mà sửa đó, cái việc mà sửa cô chi nên cọt giống nhau ha. Cô chi nên tê cái việc mà sửa thì nghe nói là tốn rất là nhiều chi phí. Pion nghĩ mạnh đi tư cọt cọt tàu cố hành người ta cô mê thì mê dễ ghi hẹn sao xe cọt sửa rô xa nâng ghê ở tư kẻo. Mình nói nhiều nói chuyện với cái đội mà bán mua bán á, mua bán máy 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 in á. Rồi mình mua mua cái máy mới thì anh thấy thế nào? Anh thấy thế nào? Kroke heo. Kroom Kim Tae-ri ga jase han sanghwang eul alleo juduruk haseyo. Như là cô hãy làm như vậy đi. Thế thì đại lý đại diện Kim hãy cho biết được cái tình hình tình trạng cho rõ ràng cha xây hành sang hoàng tình trạng rõ ràng cho tôi biết cái tình trạng rõ ràng ha. Như là soạn ra báo cáo chi tiết cho cái người đó biết ấy. Rồi vậy thì cái hành động tiếp theo của cái cô gái này là hành động gì các bạn xem. Câu thứ nhất bốc xa ghi rứ suri hai xà là mới trả nên ta. Đúng hay sai? Sai rồi. Câu thứ hai, bốc xa ghi trong điều quá cả kiểu cứ cho xả hành ta điều tra giá và loại máy tính. Câu này là sai. Câu thứ ba, cô mẹ thì mẹ bốc xa ghi sang thẻ rứ sơn mang hành ta. Câu này đúng hay sai? Câu này hợp lý là tại sao đây? Hồi nãy câu trên là cô mẹ thì mẹ dê ghi hay sao? Dê ghi. Dê ghi đây là Iyagi đó nha. Thì cũng giống như là mình nói chuyện thì mình giải thích cái tình trạng của mấy cái máy này. Rồi câu thứ tư, Samusire so sư bố sa gì rứ sa rớ cành ta. Câu này không có đúng nha. Thì câu chính xác của nó chính là câu số 3. Cái cô gái này sẽ giải thích cái tình trạng của cái máy này cho cái đội mà mua bán. Rồi, vậy thì 10 câu này chúng ta học đi. Rồi tiếp sau mình học tiếp câu 11. Càng trở về sau thì nó càng khó nha. Từ câu 1 đến câu 20 thì câu 1 tới câu 20 là thuộc dạng trung cấp rồi đó. Nhưng từ câu 25 trở về câu 50 là nó thuộc dạng cao cấp. 20 câu đầu đọc một lần cô. Hử? 20 câu đầu đọc cũng chỉ có một lần thôi hả cô? Hay một lần hay là hai lần ta? Mọi người nghe thử coi. Hai lần nhưng mà cái lần đầu á thì nó đọc chậm lắm. Một lần hả? Vậy chắc có một lần đó. Ừ, đang cố gắng hen. Rồi bây giờ chúng ta qua sách. Qua sách mình giảng ngữ pháp cho các bạn nắm. Bạn nào chưa có sách thì nhờ bạn khác chụp hình giùm mình. Ok. Trang 12. 12. Khanh chụp hoa bập. Đây là câu gián tiếp. Câu dẫn dụng gián tiếp. Mình giải thích sơ qua ha. Câu dẫn dụng gián tiếp này nó nếu mà dùng cho câu tà cố ha tà nghe nói là mình nhằm thuật lại câu nói của người thứ nhất cho người thứ ba nghe.
Nhưng mà trong tính từ, ví dụ như là dịp bư tà, tính từ mình nói ngắn gọn cho các bạn dễ nhớ nè, tính từ dịp bư tà và quá khứ của động từ, ví dụ như cá tà, quá khứ của động từ ca tà là cá tà đúng không? Những cái phần này mình cộng với tà cú ha tà, nghe nói là nha, thì mình cộng với tà cú ha tà, tính từ với lại động từ ở thì quá khứ thì chúng ta cộng với tà cú ha tà, nhớ cho mình cái phần này. Có bắt chim hay không bắt chim thì vậy nha, lấy câu ví dụ nhỏ là gì đây, chặt tà, nghe nói là nhỏ, nghe nói là nhỏ nói như thế nào ạ? Chặt tà cố hết rồi, chặt tà cố hà tà, chặt tà cố hèo rồi. Thì quá khứ của tính từ mình cũng dùng tà cố hà tà luôn, nghe nói là đã nhỏ nói như nào đây? Chả gắt tàu gỗ ha tà. Rồi bây giờ nói là nghe nói là cậu ấy đã bắt đầu, bắt đầu là gì đây? Xí chắc hà tà. Xí chắc hà tà là động từ nha. Vậy thì đã bắt đầu là gì ạ? Xí chắc hết rồi. Nghe nói là đã bắt đầu thì nói như thế nào đây? Xin chắc hết tèo, xin chắc hết tàu có hèo. Đúng rồi, thì tàu có ha tà với lại tè vô này nó đều bằng nhau. Đây, tàu có ha tà bằng với tè vô. Vừa viết cắt ngắn, thẳng mình học vậy luôn nha. Tàu có ha tà với lại tè vô là giống nhau. Tóm lại lần nữa, động từ quá khứ và tính từ mình cộng với tàu có ha tà. Nhớ cho mình cái này nha. Nhớ chưa vậy? Nhắc đi nhắc lại nhiều lần không nhớ. Rồi bây giờ mình qua động từ. Rồi, qua động từ thì hiện tại nha. Động từ có bắt chim và không có bắt chim. Ở thì hiện tại thì mình chia ra hai trường hợp, một trường hợp có bắt chim và một trường hợp không bắt chim. Trường hợp có bắt chim, chúng ta sẽ cộng với ni in tà cô ha tà. Nhớ nha. Vậy thì ca tà nó sẽ trở thành gì đây? Thành tàu của Hà Tà, nghe nói là đi, nghe nói nãy đi, nghe nói là đi ha. Rồi ăn là gì đây? Một tà. Rồi một tà này có bắt chim thì mình sẽ cộng với ninh tàu của Hà Tà, nghe nói là anh ấy ăn, đang ăn món ninh tàu của Hà Tà, món ninh tàu của Hà Tà. Lấy cái động từ khác rồi. Động từ té đi ta, té đi ta, té đi ta, té đi ta là chữ e phải không? Té đi ta đánh à, nghe nói là nay đánh, đánh ai đó? Té rin tào cố ha ta. Tê rin tàu của Hà Tà, nghe nói là nay đã đánh, đã đánh, đã đánh là gì đây? Đã đánh, nghe nói là đã đánh là nói sao vậy? Tê rin tàu của Hà Tà, đúng rồi nha. Rồi bây giờ qua cái bắt chim cái nữa, cái động từ nào có bắt chim đây? Động từ nào có bắt chim? Bắt ta đi. Bà tà nhận, nghe nói là nhận, anh ấy đang nhận, nghe nói là anh ấy nhận món quà. Samurai phạt, phạt gì? Bà nên tà cô nì ta. Đúng rồi, tại vì bà tà có bắt chim thì mình cộng với ninh ha. Tóm lại câu vận dụng gián tiếp trong động từ thì mình chia ra hai trường hợp, có bắt chim thì cộng với gì? Nên tà cô không có chim cộng với gì? Niên tà của Hà Tà. Rồi nhớ cho mình vậy là được, xong. Tà cô hết xâm gì tà cũng được luôn, he vô cũng được, hâm gì tà, cái nào cũng được hết. Cái đó là phần quan trọng nha. Rồi ở thì tương lai thì mình cộng với gì đây? Một tà.
vâng một thế tạ thì thì nó sẽ trở thành ríu cơ rào cố hai tạ. Một tạ thì mình chia là mở ríu cơ rào cố hai tạ, nghe nói là sẽ ăn. Còn ca tạ thì mình chia thế nào đây? Khấy cơ rào cố hai tạ. Chú ý, chú ý cho mình nghe chỗ là ri cò đà có ha tà, đây là nghe nói là sẽ động từ có bát chim thì mình cộng với ưng ư, còn động từ không bát chim thì cộng với ri ư cò đà cố ha tà, nghe nói là sẽ. Nắm cho mình chỗ đó thôi, nắm cho mình chỗ đó thôi. Rồi còn ra cố ha tà là gì ạ? Ra cố ha tà thì ra cố ha tà là nó có hai nghĩa nha mọi người, có hai nghĩa nha. Một nghĩa thứ nhất nó có nghĩa là cái gì đó danh từ ha. Chú ý cho mình phần này, danh từ, danh từ có bắt chim thì mình cộng với y rào cố ha tà, nghe nói là cái gì đó như y sa hoặc là sân sinh nghiêm, nghe nói ảnh ấy là giáo viên sơn sinh nghiêm nè, thì mình nói như thế nào đây? Sơn sinh nghiêm y rào cố heo, nghe nói anh ấy là cứ nên sơn sinh nghiêm y rào cố heo, nghe nói anh ấy là giáo viên. Uy xà, uy xà thì nói như này, nghe nói uy xà rào cố heo, uy xà rào cố heo, cứ nên uy xà rào cố heo, nghe nói là anh ấy là bác sĩ. Hoặc là ra cố heo, y ra cố heo nó cũng có hai nghĩa nữa đó, một cái là gọi là, một cái là nghe nói là. Rồi bây giờ cái nghĩa thứ hai của ra cố ha tà đó là dùng cho động từ, động từ nãy là danh từ nha, danh từ thì cộng với y ra cố ha tà, còn động từ thì mình cộng với gì đây? Có bắt chim thì cộng với ư ra cố ha tà, cái này là bảo ai làm một cái vị đó, mệnh lệnh nha, mệnh lệnh cho cái động, cái người, cái đối tượng đó làm cái gì đó. Ví dụ như ca tà nè, ví dụ như ca tà bảo đi thì mình chia như thế nào? Ca rào cố ha tà, ca rào cố ha tà bảo đi, ví dụ nà nên bảo ai đi nà cứ về kế hát vô ấy, ca rào cố hết xèo, tôi bảo hắn đi đến trường, ca rào cố ha tà bảo ra mệnh lệnh mà, động từ thì cái đây có nghĩa là mệnh lệnh. Rồi một tà, lấy cái động từ đơn giản cho mọi người nắm thôi, một tà thì động từ của bắt chim thì cộng với cái gì? Ư ra cố hai tà bảo là ăn cái gì đó, ra mệnh là mệnh lệnh cho cái người nào đó, ví dụ như tôi bảo giáo viên ăn cơm. Sơn sanh ni mẹ kê, ồ cái này hơi bị hỏng nha, sơn sanh ni mẹ kê phà phứ mọi người đào cố hết sợ, mọi người đào hết sợ. Tôi bảo giáo viên ăn cơm. Cái này là hơi bị hổn, thôi 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 bảo em bé ăn cơm đi. A ghi ề kê phập bế, a ghi đi hen, a ghi ề kê phập bế mọi người đào cố hết sợ. Đúng rồi, thì một tà có bắt chim, động từ bắt chim thì cộng với ư đào cố tà bảo ai làm một cái việc đó, thì cái ngữ pháp này đó là ngữ pháp mệnh lệnh nha, mệnh lệnh bảo ai làm cái gì đó, thì ra cố hai tà nó sẽ viết tắt là rè vô ha, rè vô, rè vô. Ok rồi bây giờ nói chung là cái phần mà câu dẫn gián tiếp này nó rất là nhiều nha, nhưng mà bây giờ mình xem câu ví dụ thôi, sẵn rồi mình đi luôn đi, từ từ câu ví dụ. Cái câu mà rủ rê thì mình dùng ngữ pháp gì đây? Các bạn xem trang 13. Rủ rê, thấy không? Cha cha cố ha tà chân du muôn. Cái phần cha cố ha tà rủ ai làm cái gì đó, trước đó là động từ. Động từ nha. Động từ nó mình đánh lên cho. Động từ cộng với cha cố ha tà rủ rê ai làm một cái việc gì đó. Có bắt chim hay không có chim gì cũng cha cố ha tà hết. Được chưa? Rủ rê, ví dụ như ca tà rủ rê rủ đi thì nói sao? Ca chào cố ha tà, một tà thì là một chào cố ha tà.
Còn phủ định của rủ đây nè, khả chi mạng chào của hà ta, một chi mạng chào của hà ta, rủ đừng có làm, đừng có đi, hoặc là rủ đừng có ăn. Ok, đó là câu rủ rê. Còn một cái dạng câu hỏi nữa, nhưng mà câu hỏi này chắc là hẹn tí sau. Bây giờ lần trước có người hỏi khi nào dùng chu tà nè. Rồi, cái trang 10 số 10 số 13 này tiết sau mình giảng cho các bạn rõ hơn tí nữa. Bây giờ bữa nay các bạn nắm cho mình nghe nói là cái đuôi tà cố hai tà nha. Nắm cho mình cái đuôi này. Bây giờ các bạn xem câu ví dụ trên đây. Bạn nào đọc cho mình cái phần ví dụ? Mời bạn Hảo. Các bạn dịch câu này coi nói gì nè. Aputa là tính từ đúng không? Aputa là tính từ, vì thế mình cộng với tà cố hà tà, nghe nói là đã, nghe nói là nấy đau. Ôn sư ca về hắc yêu ế à nó nền chí à rêu. Hôm nay cậu có biết là hôm nay tại sao sư thi bư không đến trường không? Hôm nay sáng ngày hôm nay nè, anh ấy nói với tôi là anh ấy bị đau. Aputa có hết rồi, anh ấy nói tôi là anh ấy đau. Thì đó, chú ý tính từ Aputa thì mình cộng với tà cố hata. Rồi, câu tiếp theo. Cái phần nha cố hata này mình hẹn tiếp sau. Rồi, bây giờ mình xuống cái phần dây muôn. Câu thứ nhất, mời bạn nào đây? Bạn nước Yến. Rồi, thật cái câu này lên. Có nghĩa là cái người này nè, Hiromi đang nói là nanen onochinguru manaseo. Rồi cái người thứ hai thuật cái câu này của người, thuật cái câu của Hiromi cho người thứ ba nghe. Thì mình nói là thế nào đây? Hôm nay tôi đã gặp bạn, hôm nay tôi đã gặp bạn. Thì bây giờ mình nói lại cho người thứ ba nghe. Cái người nói là ví dụ như không, đừng nói Hiromi mắc khó quá, nói cô giáo đi, thực tế là nè mình nè, hôm nay á nanner onen onen chinguru mà nasseo. Rồi bây giờ bạn Quang Trinh, bạn sẽ thuật cái lời của mình cho bạn Hảo nghe. Sensei nimi onen chinguru mà nattao ko hesseo. Manatta là quá khứ nè, thì quá khứ mình cộng với tà cố ha tà, không có cần chi gì hết, nhớ rồi đúng không? Hồi nãy mình nói rồi đó. Thì giờ bạn Trinh nói là với bạn Hảo là sensei ni mi onoru chinguru mà nó tàu cái hết. Thật là vậy đó. Rồi câu thứ hai, nanen miguk saramiyo. Rồi mời bạn Thanh Tùng Mai. Câu số 2 á. Thì nên miu tôi là người Mỹ, thì đây là danh từ, thì mình cộng với y đào của hà tà có bắt chi mà miu saram y đào của mà sư vừa nói là anh ấy là người Mỹ. Lặp lại câu của người đó cho người thứ ba nghe. Rồi câu thứ ba mời bạn Đông. Hara go hesayo. Ok. Câu mua ha sayo, đây là câu mệnh lệnh. Cái câu mệnh lệnh này mình chưa có học không? Rồi ok. Cái phần câu mệnh lệnh này, cái phần ha sayo bảo mệnh lệnh. Các bạn chưa hiểu cái phần mệnh lệnh phải không? Cái mệnh lệnh này mình chưa học mà. Nãy giờ mình chưa có học thì mệnh lệnh, cho nên là thôi cái hai cái phần câu 1 câu 2 là mình học rồi, cho nên là các bạn hiểu, còn mấy cái câu dưới các bạn chưa học, các bạn chưa hiểu đâu. Vậy thì
Rồi, thôi vậy mình học tới câu số 2 này thôi, mình ngừng đi. Rồi thứ hai này mình đi tiếp ha. Nhờ các bạn nắm cho mình cái phần cái khung trang số 12, các bạn xem lại cái phần đó cho mình nha. Nãy mình giảng cái phần đó đó. Ok. Được chưa ạ? Rồi, bài tập nè. Bài tập. Bài tập. Cái phần nghe hồi nãy các bạn sẽ soạn từ vựng ra tập cho mình nha. Soạn từ vựng xong rồi chụp hình nộp. Với lại soạn cho mình cái khung này, cái khung mà tà cố ha tà hang. Được chưa? Không ai trả lời hết trơn rồi trời. Giảng mệt lắm á Giang. Sao kiệm lời với mình thế? Nãy giờ mình giảng quá trời luôn, giờ kiệm lời quá mà giận á. À, viết ra tập. Xong rồi chụp hình gửi lên Facebook Chỉ nhóm. đơn giản là viết ra thôi ạ. Ừ, viết đó thôi à. Viết lại thôi. Ừ. Ừ. Ok. À, các bạn